Quốc Bảo xin được hân hoan chào đón toàn thể quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Bác sĩ Nhi khoa. Quý vị thân mến, chương trình của chúng ta với khung giờ phát sóng quen thuộc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chắc chắn đây sẽ là cơ hội để cho tất cả quý vị khán giả và cụ thể là quý vị phụ huynh sẽ có thêm thật là nhiều kiến thức, những thông tin và những giải pháp về chăm sóc sức khỏe cho bé. Và ngay bây giờ sẽ không để cho tất cả quý vị và các bạn chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng đến với một phần quen thuộc của chương trình, bản tin sức khỏe nhi khoa. Cảnh báo nguy cơ dịch chồng dịch. Nói về khả năng dịch chồng dịch, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam, Bộ Y tế cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam đang mở cửa lại hoạt động du lịch, đi lại, nên sự giao lưu gia tăng sẽ khiến dịch có xu hướng lây lan nhanh và rộng. Một số dịch bệnh đã không xuất hiện nhiều năm, nên cơ chế miễn dịch trong cơ thể con người sẽ giảm xuống. Và theo yếu tố dịch tễ, người dân sẽ dễ lây nhiễm khi mầm bệnh xuất hiện, khiến dịch có nguy cơ bùng phát. Đặc biệt với trẻ em, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong hơn 2 năm qua, nhiều trẻ bỏ lỡ lịch tiêm chủng nên phải đề phòng bệnh dịch. Thời điểm sắp vào hè, các bậc phụ huynh cần phải cẩn trọng với dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, bệnh đường tiêu hóa hay viêm não, dễ khiến trẻ đứng trước nguy cơ dịch chồng dịch nguy hiểm khôn lường. Đáng lưu ý, Bệnh viện Di đồng thành phố Hồ Chí Minh mới đây tiếp nhận nhiều trường hợp, trong đó có ca đã trở nặng và cần sự can thiệp chuyên sâu với những triệu chứng trùng nhau của nhiều loại dịch như sốt cao, khó thở, mệt mỏi. Vì vậy, theo các bác sĩ chuyên khoa nhi, các bậc phụ huynh nên đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ khi điều kiện cho phép. Vì sao cần bổ sung omega thực vật cho trẻ trong 2 năm đầu đời? Não trẻ phát triển rất nhanh, từ 25% trọng lượng lúc sinh ra, nhưng khi 2 tuổi đã đạt 80% não người trưởng thành. Vì vậy, nên biết tận dụng cơ hội vàng, phụ huynh có thể giúp trẻ phát huy tối đa sức mạnh trí não. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Toán, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Lâm sàng, Ủy viên Hội đồng Dinh dưỡng và Thuốc, ngay khi chào đời, trung bình mỗi ngày não bộ của trẻ sẽ tăng 2 gram. Tới khi 5 tuổi, não trẻ sẽ đạt khoảng 90% kích thước của não người lớn. Vì vậy, ngay từ 1 ngày tuổi, trẻ đã cần đến omega. Nếu thiếu omega, sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển trí não và thần kinh của trẻ, làm giảm hiệu quả của các dẫn truyền thần kinh từ cơ quan đích đến não, giảm tính lưu động của màng tế bào. Thậm chí khiến trẻ sẽ có chỉ số thông minh IQ và EQ thấp, tăng nguy cơ tiềm ẩn bị rối loạn tăng động giảm chú ý, rối loạn hành vi hoặc trầm cảm, đồng thời ảnh hưởng tới quá trình trao đổi chất của cơ xương, giảm hiệu quả của quá trình đông máu, dung nạp glucose và khả năng chống viêm của cơ thể. Gần đây, omega thực vật trở thành cơn sốt ở các nước châu Âu và châu Á vì đã kiểm soát được dược liệu trong quá trình từ gieo trồng đến sản xuất. Nhờ đó không có nguy cơ bị nhiễm thủy ngân, không nhiễm kim loại nặng, đặc biệt an toàn và dễ dung nạp với trẻ em. Có loại dùng được cho bé từ 1 ngày tuổi, được tin dùng tại 60 quốc gia trên thế giới và cũng đã có mặt tại Việt Nam. Thưa quý vị, gần đây bổ sung omega thực vật đang là một xu hướng của các bà mẹ trên thế giới cũng như là ở Việt Nam. Chỉ cần một cú click chuột để tìm kiếm thôi thì chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy chủ đề về omega thực vật đang được các hội nhóm cũng như là các bà mẹ bỉm sữa tung hô rất nhiều, thưa quý vị. Tuy được nhắc đến rất nhiều trong đời sống như vậy, nhưng trên thực tế thì lại rất ít người hiểu được tác dụng của các loại chất béo thiết yếu, đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ này. Và đó cũng chính là lý do có buổi trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay trong chương trình Bác sĩ Nhi khoa. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng Quốc Bảo gặp gỡ Tiến sĩ Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Hậu, trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhi đồng 2. Dạ, xin được chào bác sĩ ạ, và cảm ơn bác sĩ ngày hôm nay đã cùng đến với chương trình. Vâng, xin chào Quốc Bảo, chào các khán giả đang xem chương trình. Quý vị ơi, nếu như tất cả quý vị còn những thắc mắc hoặc là còn những câu hỏi nào liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe cho bé thì quý vị hãy gọi ngay cho chương trình qua số tổng đài quen thuộc 1800 8070. Các chuyên gia của chương trình sẽ sẵn sàng để giải đáp tất cả thắc mắc của quý vị. Và bên cạnh đó thì Quốc Bảo xin được chân thành gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Phyto Bimbi Omega Junior. Omega thực vật giúp hỗ trợ và phát triển não bộ và thị lực cho bé, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả và xin mời bác sĩ Hậu sẽ cùng Quốc Bảo đến với tình huống của ngày hôm nay. Nè, ăn hạt nha con. Nè, mẹ cho con ăn nè. Ngon, 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 ngon. Nào, 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 nào. Mệt quá con ơi. Dừng lại nè. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa?
Ủa hai mẹ con đang chơi trò gì vậy? Ôi ơi bên na của ba về rồi nè. Ba về kìa con. Miếng cà, trời thương quá. Anh mới đi công tác về hả? Ừ, trời ơi. Nghỉ mệt đi, ăn hạt. Hai mẹ con đang chơi trò cút bắt rượt đuổi hả? Đâu có, đút con ăn mà mình không ăn. Ủa vậy? Ăn nè, thật dễ cười, đừng có cười. Khoan, từ từ em ngồi xuống. Ủa, bữa nay nhà nấu cái gì mà trời đất ơi, cái gì mà hột rồi hạt rồi tùm lum tà la loại hết trơn vậy nè? Đâu có nấu gì đâu, cái này là những cái hạt để cho con ăn á, để cho con có chất dinh dưỡng đó. Cho con ăn trong một tuần hết vô đây đó hả? Gì tuần nhiều vậy? Một ngày. Không, chính xác là một buổi. Bây giờ anh á, mệt rồi, anh lên tắm đi. Anh tắm xong cái là con ăn hết đống hạt này luôn đó. Không em, không nha. Nghe em nói bây giờ anh mới bắt đầu mệt nè. Sao vậy? Cái gì mà cho con ăn hết cái đống hạt này trong vòng một buổi? Đúng rồi. Rồi làm sao con ăn được? Được chứ, trời. Con ăn giỏi lắm nha. 5 phút rồi nó ăn hết á. Đây nè, ra con. Thả họng ra mà đổ hết vô nè. Ê, trời ơi, hả? Em ơi, con nít nó có mấy tuổi đầu hả? Mà em cho nó ăn cái kiểu này rồi làm sao mà nó tiêu hóa được? Anh không biết gì hết trơn á. Em nghe chị Tám hàng xóm nói là một ngày phải cho bé ăn thiệt là nhiều hạt có omega thì con mình sẽ càng hấp thụ được omega thực vật nhiều hơn, là tốt cho bé thông minh sáng dạng. Ăn đi con. Thôi, qua đây đi ba. Gì vậy? Qua đây ba. Không biết nó có thông minh sáng dạy không mà bây giờ nó sợ kìa, thấy không? Em làm riết á rồi con hả, nó bị ảnh hưởng tâm lý luôn, nó sợ ăn luôn là vì em đó. Tầm bậy tầm bạ, nó ăn ngon lành. Ê khoan, gì anh? Cái gì vậy? Gì vậy? Trời đất ơi, sao cái bụng con nó trương cứng ngắc vậy nè? Nó no đó. Cái này là nó sình bụng chứ nó no cái gì? Ủa gì sình? Trời ơi em ơi, em làm cái gì con vậy? Nó ăn mới có 3 ngày hồi mà nó làm gì sình bụng? 3 ngày ăn liên tiếp với cái hộp này đó hả? Dạ đúng rồi. Em nghe lời ai vậy? Chị hàng xóm. Chị nào? Tám hàng xóm. Trời đất ơi, hết chuyện rồi. Em ơi, nếu như em muốn cho con ăn để cho bồi bổ sức khỏe cho con hay là có omega gì như em nói á, dạ, là mình phải tìm hiểu, phải theo khoa học, chứ không phải rồi cứ nghe người ta nói rồi ép ăn bậy bạ. Trời đất ơi, cái bụng con nhỏ sình cứng ngắc luôn nè, thấy chưa? Mà bà Tám bà biết cái gì mà bà nói? Trời ơi, chị tìm hiểu kỹ dữ lắm á. Chị nói là chuyên gia kêu ăn gì đó. Thôi mà em mới nghe lời chị. Ăn đi con, qua đây ăn. Omega anh chưa biết tốt chỗ nào, bổ béo ra làm sao. Mà thấy vợ con nhỏ nè, cái mặt sụ xuống luôn, nó sợ luôn rồi, thấy không? Anh, thật sự là em biết omega thực vật á, có nhiều công dụng lắm. Nó tốt dữ lắm, nhưng mà công dụng cụ thể như thế nào em không biết. Không rành, mà cứ toàn nghe lời bà Tám nhiều chuyện nói không à. Bây giờ nếu nhanh giới thiệu cho em một cái người này nha, có chuyên môn hơn nè, có trình độ hơn bà Tám nè. Rồi bây giờ em sẽ nghe bà Tám hay nghe người này? Người nào? Chuyên gia. Đây, mời chuyên gia. Ở trong cái tiểu phẩm vừa rồi thì có đề cập đến việc là người mẹ ép em bé của mình ăn rất là nhiều các loại hạt khác nhau, thậm chí là ăn hạt nhiều đến mức là em bé sình bụng và khó tiêu luôn, để bổ sung omega thực vật cho con của mình. Vậy thì omega thực vật là gì và nó có vai trò như thế nào với trí thông minh và sự phát triển của các em bé à? Vâng, thì rõ ràng á, là chúng ta muốn tìm hiểu về cái omega thực vật thì trước tiên chúng ta nói một chút về cái cấu trúc của cái não của em bé. Yeah. Thì mình cũng biết á, là cấu trúc não á, thì sẽ gồm khoảng 60% là cái chất béo. Ngoài ra thì có một ít những cái protein và một số những cái dưỡng chất khác. Thế thì cái trong cái chất béo đó thì cái thành phần nhiều nhất nó sẽ là omega 3 và omega 6. Yeah. Thì đây là hai cái chất béo không no, đa nối đôi. Và khi mà chúng ta sử dụng cái chế độ ăn á, thì chúng ta sẽ cung cấp các cái chất béo không no. Và trong đó omega 3, omega 6 là những cái axit béo thiết yếu, tức là chúng ta phải lấy từ thức ăn mà cơ thể không tự tổng hợp được. Chúng ta sẽ lấy omega thì từ nguồn gốc động vật và từ nguồn gốc là thực vật. Thế thì gần đây là mọi người rất là quan tâm đến cái chuyện là bổ sung omega thực vật. Là bởi vì sao? Là vì omega thực vật á, thì đó là chính là những cái thành phần omega 3, omega 6 sẽ tổng hợp thành DHA và EPA. Ngoài ra đó, thì cái omega thực vật đó, nó có thêm một cái lợi điểm nữa là nó có ALA. Yeah. Là một cái chất mà không có ở trong cái omega động vật. Và khi mà chúng ta cung cấp thì cái ALA này nó sẽ chuyển thành EPA và DHA. Thì đây chính là cái thành phần cấu trúc để giúp cho cái não của em bé nó phát triển tốt hơn. Em bé có khả năng tập trung tốt hơn và sẽ thông minh hơn. Yeah. Thì đó là cái mà căn bản nhất. Ngoài ra đó thì cái omega thực vật đó, nó sẽ còn có những cái tác động khác. Đó là nó điều hòa được cái phản ứng miễn dịch.
tức là nó sẽ ngăn ngừa những cái phản ứng viêm quá mức và nó sẽ giúp cho em bé nó ít bị dị ứng hơn. Ngoài ra đó thì người ta thấy là omega thực vật đó nó cũng sẽ liên quan đến cái khả năng mà tập trung của em bé, nó sẽ điều chỉnh được những cái cảm xúc của em bé, nó hạn chế được những cái tăng động và nó cũng giúp cho cái thị lực của em bé tốt hơn. Thì đó chính là những cái yếu tố mà sẽ giúp cho em bé nó phát triển cái trí não được tốt và sẽ thông minh hơn. Ngoài ra thì còn có một số những cái nghiên cứu người ta cho thấy là cái omega thực vật, đặc biệt là những cái nhóm mà từ omega 3 đó, thì nó sẽ điều hòa được những cái rối loạn mỡ máu ở trong cơ thể, do đó có thể ngăn ngừa được các cái biến chứng về tim mạch. Thì nói chung là cái omega thực vật nó có rất là nhiều cái lợi điểm khi mà chúng ta cung cấp cho trẻ. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và như bác sĩ nói là cái nguồn mà omega thực vật thì chúng ta lấy được rất là nhiều từ trong các loại hạt, đúng không ạ? Cái omega thực vật đó thì nó sẽ có rất là nhiều ở trong những cái hạt dầu béo, ví dụ như hạt óc chó nè, hoặc là trong những cái quả lý chua đen nè, tức là rất là nhiều những cái sản phẩm mà nó giàu những cái chất béo. Tuy nhiên á, thì cái hàm lượng mà omega thực vật á, ở trong các cái hạt á, thì nó ở một cái mức độ vừa phải thôi, nên á, đôi khi á, thì bà mẹ mong muốn là cung cấp đủ cái omega thực vật thì sẽ ép con ăn quá nhiều hạt thì nó sẽ dẫn đến một số những cái hậu quả. Thứ nhất á, là chúng ta sẽ cho một cái bữa ăn nó không cân bằng và nó không đa dạng. Cái thứ hai là khi mà ăn quá nhiều hạt như vậy đó thì em bé nó rất là dễ tình bụng, bởi vì trong hạt nó sẽ có carbohydrate, cũng sẽ có những cái đạm mà ăn quá nhiều thì có sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa của trẻ. Thêm một cái nữa đó là ở trong hạt nó sẽ có hai cái thành phần, đó là phytat và cái tannin, là hai cái thành phần ở trong cái sơ của thực vật. Nếu ăn quá nhiều thì sẽ gây khó tiêu và đồng thời là cản trở những cái hấp thu của các cái vi chất dưỡng chất ở trong cơ thể. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và đặc biệt là hy vọng tất cả các mẹ ở nhà, nếu mà ai đang rơi vào cái tình trạng giống như nhân vật trong cái tình huống của chúng ta ngày hôm nay á, thì mọi người ơi, các mẹ ơi, chúng ta không cần phải một lúc cho các bé của chúng ta ăn quá nhiều loại hạt, đó là cái điều không tốt. Và như bác sĩ vừa mới chia sẻ thì omega thực vật có lợi ích rất là tuyệt vời đối với trí thông minh và sức khỏe của bé. Chị em ở nhà cũng thường bổ sung omega thực vật cho các cháu và nó đang là một cái xu hướng mới giống như là cái nhân vật trong đoạn video clip của chúng ta. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả được biết là ưu điểm của omega thực vật nó khác với những loại omega khác như thế nào không ạ? Đúng là cái chuyện mà chúng ta cung cấp omega cho em bé ở trong cái giai đoạn mà não đang phát triển là rất là cần thiết. Và cái omega thực vật thì đúng là nó sẽ có những cái lợi điểm hơn, thì chúng ta cùng phân tích. Trước tiên á, thì mình thấy là cái omega thực vật á, thì rõ ràng là chúng ta sẽ kiểm soát được cái việc nuôi trồng. Chúng ta thu hoạch được những cái nguồn đó, cho nên là chúng ta sẽ đảm bảo là thứ nhất là cái hàm lượng nó đầy đủ, cái thứ hai là nó sẽ không bị ô nhiễm. Thì như vậy chắc chắn là cái omega thực vật nó sẽ tốt, nó an toàn hơn cho em bé. Về mùi vị là chúng ta thấy cũng ổn hơn, dễ tiếp nhận hơn. Cái nữa là như hồi nãy chúng ta cũng đã có trao đổi, thì trong cái omega thực vật nó sẽ có ALA là một cái omega sẽ chuyển thành DHA và EPA khi mà chúng ta cung cấp cho em bé, và nó rất là an toàn. Thì cái ALA này đã được chứng minh bằng các nghiên cứu cho thấy là nó giúp cho cái não của em bé nó sẽ phát triển tốt hơn cả về cấu trúc cũng như là cả về cái chức năng tập trung tốt hơn. Nó sẽ điều hòa được các cái cảm xúc cũng như là cái tốc độ mà xử lý thông tin nó sẽ nhanh hơn. Thì đó là một cái lợi điểm. Thêm một cái nữa đó là trong omega mà từ thực vật đó thì thường sẽ đi kèm với lại cái vitamin E tự nhiên. Nó chính là một cái yếu tố để nó bảo vệ cho những cái omega này nó không bị hư hỏng. Cái thứ hai là nó sẽ bảo vệ được cái tế bào não cũng như tế bào võng mạc. Cho nên cái việc mà chúng ta bổ sung được những cái chất mà chống oxy hóa như vậy thì rất là quan trọng. Như bác sĩ vừa mới nói thì omega thực vật có rất là nhiều những ưu điểm và nó rất là tuyệt vời. Vậy thì nói về việc cách thức bổ sung omega dành cho các bé như thế nào sẽ là đúng nhất ạ? Thì chúng ta cũng biết là khi mà em bé mà từ 0 cho đến 5 tuổi, tức là 5 năm đầu tiên, thì là lúc mà cái não của em bé nó sẽ phát triển rất là nhanh và đạt được cái kích thước là khoảng trên 90% cái cấu trúc não so với người trưởng thành. Do đó, đây là cái giai đoạn vàng mà để cho chúng ta bổ sung những cái dưỡng chất nó cần cho cấu trúc cũng như là cần cho cái sự phát triển của các cái chức năng của não. Thì omega thực vật chính là những cái dưỡng chất cần thiết mà chúng ta phải bổ sung trong giai đoạn này. Và cái việc bổ sung này nó sẽ diễn ra mỗi ngày thì nó sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất, vì nó sẽ giúp cho em bé nó hấp thu được tối đa. Rõ ràng với những cái hiệu quả của cái omega thực vật như vậy thì chúng ta thấy là chọn cái nguồn để bổ sung nó rất là quan trọng. Chúng ta sẽ chọn những cái nguồn mà đảm bảo được là cái sản xuất nó phải đạt cái yêu cầu. Có nghĩa là cái quá trình sản xuất đó, cái nhà máy sản xuất đó nó phải đạt được các cái tiêu chuẩn GMP của EU hoặc là của WHO, tức là những cái tổ chức mà có uy tín.
Cái thứ hai là cái việc mà nhập khẩu, cái việc bảo quản và cái việc phân phối đến tay người tiêu dùng nó phải đảm bảo được cái chất lượng, cho nên thường nó phải là của các cái công ty mà được nhập chính thức. Và cái thứ ba đó là chúng ta phải chọn những cái sản phẩm mà cái hàm lượng nó phải đủ. Và một cái vấn đề khá là quan trọng nữa đó là cái tỷ lệ giữa omega 6 trên omega 3 và khoảng 4 trên 1 là cái tỷ lệ tối ưu để cho cái hấp thu được cái omega vào não. Còn nếu mà chúng ta sử dụng quá nhiều omega 6 thì hấp thu sẽ kém hơn và cái phản ứng viêm ở trong cơ thể nó sẽ nhiều hơn. Rất cảm ơn những kiến thức bổ ích mà bác sĩ đã chia sẻ về vai trò cũng như là những ưu điểm của omega thực vật. Và quay trở lại với tiểu phẩm từ đầu chương trình thì không biết là sau khi nghe tư vấn từ bác sĩ thì những nhân vật của chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Trời ơi, nào giờ em chỉ biết là omega thực vật là giúp cho bé thông minh thôi. Ai ngờ đâu, omega thực vật còn giúp cho bé sáng mắt nè, tăng khả năng ghi nhớ tập trung nè, giảm nguy cơ hen suyễn nè, rồi tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ tim mạch đó. Quá trời tác dụng luôn anh. Trời ơi, bây giờ em nó không khác gì cô chuyên gia hồi nãy luôn đó. Dạ, tại vì em nghe chuyên gia nói em học theo. Bởi vậy, ăn cái hạt là tốt chứ không phải là không, nhưng mà phải có chừng mực vừa phải thôi. Em mà cứ dồn con ăn cái đó bổ béo đó không thấy, mà thấy nhỏ nhà trước tiên nó sợ ăn nè, nó bị ức chế về mặt tâm lý nè ha, rồi chưa kể ảnh hưởng tới sức khỏe, em thấy không? Cái bụng con nó bị chướng nè, nó bị sình nè, khó tiêu nè, rồi còn tiêu chảy nữa. Dạ em sai. Nhưng mà làm sao để có omega thực vật cho con đi anh? Đây, thật ra là anh đi công tác chuyến này á, được sếp ưu ái. Ồ vậy hả? Sếp thương, cưng lắm, cưng anh dữ lắm. Cho nên tặng cho anh một cái sản phẩm này á, nói là mang về cho con bé Na nhà mình đi. Rất là tốt cho con bé, bổ sung đầy đủ omega thực vật cho nhỏ. Vậy hả? Là sản phẩm gì vậy anh? Đây, coi đây là cái gì? Đây, đây là sản phẩm omega thực vật được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy. Omega thực vật giúp hỗ trợ phát triển não bộ, nâng cao chỉ số thông minh, giúp tăng khả năng học hỏi, ghi nhớ, đánh giá, tăng khả năng tập trung, bắt chước. Nhờ vậy mà bé sẽ thông minh nè, rồi phản xạ nhanh nữa, ghi nhớ tốt và nhanh biết nói hơn nữa đó. Sản phẩm này không tanh, dễ uống mà lại dạng giọt, lại có cái ống hút rất là tiện lợi, dùng được cho bé từ 1 ngày tuổi luôn. Sao, thấy làm sao? Trời ơi, tuyệt vời quá chứ sao nữa. Là mỗi ngày á, mẹ cho con uống vài giọt nha, thì con sẽ được cải thiện sức khỏe nè, rồi tập trung nè. Ngày mai có ăn hàng được không mẹ? Na ơi, mẹ xin lỗi con nha, không có mệt mỏi gì mẹ ép ăn nữa. Thay mặt cho chương trình Bác sĩ Nhi Khoa, Quốc Bảo xin được gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Hậu rất nhiều đã dành thời gian để cùng ngồi đây với Quốc Bảo và tương tác với quý vị phụ huynh đang theo dõi chương trình Bác sĩ Nhi Khoa của chúng ta. Nếu như tất cả quý vị khán giả còn những thắc mắc nào thì hãy gọi ngay vào chương trình qua số điện thoại tổng đài 1800 8070. Các chuyên gia của chương trình sẽ sẵn sàng để giải đáp tất cả các thắc mắc của quý vị. Quốc Bảo xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến nhãn hàng Phyto Bimbi Omega Junior. Omega thực vật giúp hỗ trợ phát triển não bộ tốt cho mắt, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, đã đồng hành cùng với chương trình. Và quý vị ơi, đừng quên nhé, khung giờ phát sóng của chương trình Bác sĩ Nhi Khoa đó chính là vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo của Bác sĩ Nhi Khoa. Ủa, bữa nay nhà nấu cái gì mà trời đất ơi, cái gì mà hột rồi hạt rồi tùm lum tà la loại hết trơn vậy nè? Đâu có nấu gì đâu, cái này là những cái hạt để cho con ăn á, để cho con có chất dinh dưỡng đó. Cho con ăn trong một tuần hết như đây đó hả? Cái gì tuần nhiều vậy? Một ngày. Chính xác là một buổi. Bây giờ anh á mệt rồi, anh lên tắm đi. Anh tắm xong cái là con ăn hết đống hạt này luôn á. Không em, không nha.